3 thì được 6-7 cân. Thì là còn đâu như bây giờ đấy chỉ được gọi là cứ con nào to thì về bán cho những cái bà bầu biết đấy là 100.000 một cân. Đấy thì cứ từ 9 giờ đến 11 giờ là nó không ăn nữa rồi. Tối là 9 giờ đến 10 rưỡi hết. Không, cái này là mình cũng đi bộ đội là cũng có cái ông đại tiểu đoàn trưởng là ông Vũ ở trong Thanh Hóa, ông ấy dạy cho cái cách câu nươn. Thế thì cũng trong tiểu đoàn ấy là cũng có một cái ao như thế, ông ấy ra ông ấy cầm gậy ông ấy chống này ngoài đây hăng nươn. Ông cũng mắc câu vào thì ông ấy bảo đưa xuống, nhấc lên thế nó nặng nặng rút lên. Đấy, từ ngày đấy về nó biết. Ở đây thì đây cũng như cái hang này thì nó là có một cái bọt nó nổi lên. Nhưng mà đi bình thường như này không sao, nhưng chỗ cái gậy này cái có con nườn ở đây cái biết ngày nó động cái nước này. Đấy, ví dụ như nó sủi lên một cái như này là chỗ xuống này cái có con nườn trong cái lỗ này, một cái là nó báo cho mình nó sủi bọt nó, cái tâm lên là mình moi đúng như vậy. Tôi moi đây là đúng cái hang của nó, thả xuống đây một cái tí nào cắn. Còn cái hang nào cũng bọt như này nhưng mà nó ra nó đi kiếm mồi rồi. Mình chỗ như thế này nó không có cái tí gì động cả, là thôi không có nương.